Kể từ khi giữ chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam cuối năm 2017 đến nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không ít lần trao cơ hội thể hiện mình cho những tân binh. Có người không chứng minh được năng lực bản thân và chia tay đội tuyển, cũng có người chơi tốt một vài trận hoặc ghi một vài bàn thắng nhưng vẫn không để lại được nhiều dấu ấn. Nếu hỏi đâu là phát hiện lớn nhất của huấn luyện viên Park, tức là từ một cầu thủ mà người hâm mộ gần như không biết mặt ở các lần tập trung ở các cấp độ đội tuyển, trở thành một ngôi sao rực sáng dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, câu trả lời chắc chắn phải là Phan Văn Đức. Quay trở lại thời điểm cuối năm 2017, khi ấy huấn luyện viên Park mới chỉ chân ướt chân ráo tới Việt Nam, trước khi cùng đội tuyển Việt Nam bắt chuyến bay sang Thái Lan tham dự M150 Cup, giải giáo hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ông Park cùng ông Chugun Gede, khi đó còn là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã tới Bình Dương để đi đãi cát tìm vàng cho đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U21 quốc gia năm 2017. Nhưng ở thời điểm đó, Văn Đức bận thi đấu trận lượt đi và về của Sông Lam Nghệ An tại chung kết quốc gia nên đã bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải U21. Ở lượt trận tiếp theo, chàng trai mang áo số 20 đã lập cú đúp vào lưới BKMX Bình Dương để giúp đội bóng xứ Nghệ giành chức vô địch với thắng lợi giòn giã 5-1. Ngay sau khi nâng cúp, Văn Đức phải bắt chuyến bay vội vàng vào Bình Dương để thi đấu giải U21. Nhưng khi đó, huấn luyện viên Park đã phải bay trở ra Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho M150 Cup. Lần lượt những bản danh sách được vị trí được ra sinh năm 57 triệu tập đều không có tên của Phan Văn Đức. Cũng tưởng như Đức còn không có duyên với ông Park, nhưng anh chỉ biết mải mê thi đấu hết sức mà không biết rằng trên khán đài giải U21, giám đốc kỹ thuật KD vẫn ở lại Bình Dương để giúp huấn luyện viên Park tìm kiếm viên ngọc thô cho đội tuyển U23 Việt Nam. Phải tới tận ngày 30 tháng 12 năm 2017, tức là chỉ 2 ngày trước khi đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc chinh chiến tại giải U23 châu Á 2018, huấn luyện viên Park mới trao cho Văn Đức tấm vé vớt khi nhận được sự tư vấn từ ông KD. Thực tế đó không phải lần đầu tiên chàng trai sinh năm 96 được ăn cơm tuyển. Tại giải U19 Đông Nam Á 2014, Văn Đức đã được huấn luyện viên Guillaume Gartren gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam. Nhưng lúc bấy giờ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang mê mẩn lứa học viện khóa 1 đầy tài năng của Học viện Hoàng Gia Lai, Arsenal JMG. Chẳng mấy ai để ý tới cái tên Phan Văn Đức, đặc biệt là khi thi đấu cùng vị trí với cầu thủ mang số 14, có gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Lòng. Kết quả là Văn Đức chỉ được chơi 90 phút tại giải đấu cách đây 7 năm, ở các giải trẻ sau đó như SEA Games 2015, 2017 hay vòng chung kết U23 châu Á 2016, Đức cọt đều vắng mặt. Tới khi Văn Đức được huấn luyện viên Park triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2018, đại đa số khán giả cũng chỉ biết rằng đây là một cầu thủ vừa thi đấu tốt tại cúp quốc gia cũng như giải U21, chứ ít ai nhớ rằng Văn Đức chính là đồng đội cũ của những Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh. Lên tuyển vào giờ chót, tiền vệ quê Nghệ An cũng chỉ biết chia sẻ một cách rụt rè với báo bóng đá: "Em lên đó rồi cũng về thôi anh ơi, lên muộn thế này sao hòa nhập với cả đội được, mà thôi kệ, lên cho biết mình đang ở đâu và lên đó để bố mẹ vui, cứ chơi hết mình để không hối hận." Văn Đức vẫn được huấn luyện viên Park giữ lại danh sách cuối cùng nhưng phải ngồi dự bị 3 trận ở vòng bảng. Tuy vậy, số phút thi đấu của số 14 lại tăng dần theo thời gian. Ở trận đầu tiên, U23 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc, Văn Đức chỉ được chơi 7 phút. Sang tới trận đấu thứ hai, hòa U23 Australia không đều, Đức cọt chơi 19 phút và cuối cùng là trận hòa không đều trước U23 Syria, trận đấu trực tiếp giúp U23 vượt qua vòng bảng. Văn Đức chơi 44 phút. Đức cọt đã chắt chiu và nâng niu từng cơ hội được trao để củng cố niềm tin nơi huấn luyện viên Park Hang-seo. Kết quả là trận tứ kết gặp U23 Iraq, chàng trai xứ Nghệ được ông thầy người Hàn điền tên vào đội hình xuất phát. Ngay phút thứ 12, Văn Đức đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Park. Nguyễn Quang Hải treo bóng vào vòng cấm đội bóng áo xanh từ chấm đá phạt góc. Nỗ lực tung người móc bóng của Văn Đức đã trở thành đường kiến tạo vô cùng thuận lợi để Công Phượng đệ bóng cận thành, tung lưới U23 Iraq. Nhưng tới phút thứ 29, Ayman Hussein đã đánh bại Bùi Tiến Dũng trên chấm penalty để đưa trận tứ kết trở về vạch xuất phát. U23 Việt Nam kiên cường chống trả đến hết phút 90. Nhưng khi hiệp phụ thứ nhất chỉ mới bắt đầu được 4 phút, đội bóng áo đỏ đã phải nhận một gáo nước lạnh từ Hussein. Khi ấy, một vết cợn trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại xuất hiện trở lại. Suốt bao nhiêu năm qua, các cấp độ đội tuyển Việt Nam từng không ít lần chơi hay ở giai đoạn đầu trận, có bàn dẫn trước từ sớm, nhưng rồi lại bị đối phương kết liễu ở những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Tới phút 108, một mình Hà Đức Chinh không thể chiến thắng được hai cầu thủ U23 Iraq khi tranh chấp bóng bổng. Văn Toàn cũng không thể sút bồi thành bàn khi thủ thành Basio đã nhanh chóng ập vào cản bóng, trái bóng vô tình tìm tới chân Văn Đức. Một nhịp khống chế bóng cộng thêm va xoay người đầy dứt khoát, quyết đoán và lạnh lùng để tung ra cú sút chính xác bằng mu bàn chân trái. Chàng trai mang áo số 14 đã chứng minh rằng việc huấn luyện viên Park trao suất đá chính cho Văn Đức trong trận đấu ấy là một trong những quyết định sáng suốt nhất của vị chiến lược gia người Hàn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tới trận bán kết gặp U23 Qatar, Văn Đức cũng thực hiện thành công lượt đá luân lưu của mình.
Và cũng chính giải đấu này đã đưa cái tên Phan Văn Đức ra ánh sáng, từ một gương mặt chưa được nhiều người biết đến, trở thành một cầu thủ được hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu mến. Là cầu thủ lên tập trung muộn nhất và tưởng chừng như ít có cơ hội ra sân, nhưng lại trở thành một trong những nhân tố đóng góp lớn nhất vào chiến tích lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam. Giải đấu ấy cũng đã thay đổi cả cuộc đời và sự nghiệp của đội áo số của Văn Đức. Nó giống như một bước đệm để Đức Cọt có một bước nhảy vọt trong sự nghiệp và thăng hoa từ đó đến nay. Màn trình diễn xuất sắc ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng giúp Văn Đức nắm chắc trong tay một suất đá chính ở vị trí tiền vệ cánh trái của đội tuyển quốc gia. Tới ASEAN 2018, Văn Đức góp công vào một bàn thắng trong trận đấu với Olympic Nepal, và để khép lại năm 2018, Đức Cọt đã chơi bùng nổ ở AFF Cup 2018, giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Với hai bàn thắng và hai đường kiến tạo sau 8 trận đấu, đây chính là giải đấu mà Văn Đức chơi tốt nhất dưới thời huấn luyện viên Park. Văn Đức khởi đầu bằng một đường kiến tạo có chất lượng cực cao ở chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng bảng. Phút 60, Đức Cọt tung đường chọc khe theo kiểu cắt tiết, loại bỏ ba hậu vệ áo vàng và tạo điều kiện hết sức thuận lợi để người đàn anh Nguyễn Anh Đức ấn định tỷ số 2-0. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến siêu phẩm được số 20 của đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới đội tuyển Campuchia ở vòng bảng. Nhận đường truyền tầm trung trong tư thế quay lưng, Văn Đức có một nhịp đỡ bóng tuyệt vời, rồi bất ngờ xoay người và tung cú mu bằng chân phải. Trái bóng găm thẳng vào góc xa khung thành. Lực đi mạnh và độ hiểm hóc từ cú sút của Văn Đức khiến thủ thành ôm Vitret không kịp bay người. Bàn thắng ấy đã thể hiện được đẳng cấp cực cao của Văn Đức, và số 20 của đội tuyển Việt Nam cũng chính là chủ nhân của giải thưởng bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018. Tới phút 48 của trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam, Văn Đức có pha di chuyển không bóng đầy khôn ngoan và tinh quái để khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà bị bất ngờ. Sau khi nhận đường truyền của người đồng hương Nguyễn Trọng Hoàng, Văn Đức xử lý tình huống một cách mượt mà, không có bất kỳ một động tác thừa nào và kết thúc bằng cách đưa trái bóng lăn nhẹ nhàng qua hai chân thủ thành Michael Fakingas. Văn Đức càng chơi càng hay. Tới trận bán kết lượt về, ngôi sao mang áo số 20 chính là người kiến tạo để Quang Hải mở tỷ số ở phút 83. Đó là pha đi bóng đầy tốc độ và khó chịu của Văn Đức, khiến trung vệ Armani Agunando chỉ biết hít khói trong vô vọng. Đường căng ngang của Văn Đức đặt Quang Hải vào tư thế đối mặt thủ môn và số 19 của đội bóng áo đỏ đã không bỏ lỡ cơ hội. Đó là những dấu ấn mà Văn Đức đã để lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Hành lang cánh trái của tuyển Việt Nam đã có thêm một tài năng xuất chúng, một mẫu cầu thủ luôn chiến đấu hết mình, chơi nhiệt tình, di chuyển không biết mệt mỏi và chăm chỉ trong việc hỗ trợ phòng ngự. Một cầu thủ khôn khéo trong cách chạy chỗ, tinh quái trong lối chơi và có sự đột biến cao. Những cầu thủ không cần nhiều không gian để xử lý bóng và chơi đơn giản, ít chạm nhưng mang lại hiệu quả cao, sự bất ngờ và khác biệt như Văn Đức là rất phù hợp với chiến thuật phản công của huấn luyện viên Park. Nói Văn Đức là một phát kiến của vị thuyền trưởng người Hàn không thực sự là chính xác. Bởi ông Park chỉ gọi Văn Đức lên tuyển sau khi giám đốc kỹ thuật GD đề xuất. Nhưng việc đặt niềm tin vào Văn Đức và nghe theo ý kiến của ông GD là một trong những quyết định đúng đắn nhất của thầy Park từ khi ông nhận việc tại Việt Nam. Từ một cầu thủ xa lạ những đợt hội quân của các lứa U đội tuyển Việt Nam, Văn Đức đã trở thành trụ cột vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay, ngôi sao 25 tuổi đã hết hạn cách ly ở Sông Lam Nghệ An và đã di chuyển lên Hà Nội để tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Sau khi đã vắng mặt ở 5 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại bảng G của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hồi năm 2019, Văn Đức sẽ trở lại ở 3 trận đấu còn lại. Của hiếm, huấn luyện viên Park sẽ tiếp tục là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của các chiến binh sao vàng.